Ở trong những video mình hướng dẫn cách đăng ký tài khoản MB thì có một số bạn hỏi mình làm thế nào để đăng ký nhận biến động SMS, tức là nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại á. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn nhé. Trước kia mình có làm rồi, nhưng hiện tại app nâng cấp lên cái giao diện mới nên là nhiều bạn sẽ không biết. Để mà đăng ký nhận biến động số dư SMS, các bạn vào dấu ba gạch ở góc phải màn hình nhé. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần cấu hình. Rồi ở đây sẽ có phần thông báo biến động số dư. Rồi các bạn sẽ nhấn thông báo qua SMS Banking nhé. Ở đây là mình đã tạo một cái số điện thoại để mà nhận biến động rồi nhé. Còn trường hợp các bạn mới thì các bạn sẽ nhấn vào đăng ký mới SMS Banking. Sau đó các bạn sẽ chọn cái tài khoản. Các bạn chọn cái tài khoản mà các bạn muốn thông báo biến động số dư. Nếu các bạn có nhiều tài khoản thì nhấn vào chọn nhé. Sau đó các bạn sẽ nhập cái số điện thoại các bạn muốn nhận tin nhắn vào đây. Đấy, sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục nhé. Các bạn có thể chọn nhiều số điện thoại nhận biến động số dư nhé. Ví dụ mình chọn số này, sau đó mình nhấn vào tiếp tục. Rồi ở đây sẽ có cái phí này, các bạn để cho mình cái phí ha. Nó sẽ có hai gói này. Gói 22.000 một tháng và 55.000 một tháng. 22.000 một tháng là dành cho những cái biến động số dư trên 500.000 nhé. Có nghĩa là nếu ai đó chuyển khoản cho bạn cái số tiền dưới 500.000 thì các bạn sẽ không có nhận được biến động tin nhắn nhé, không có được thông báo về tin nhắn. Còn nếu mà người ta chuyển cho bạn cái số tiền trên 500.000 thì các bạn sẽ được thông báo ở trên tin nhắn điện thoại. Đấy là gói 22.000. Còn nếu các bạn muốn nhận tất cả các cái biến động số dư luôn á, người ta chuyển bao nhiêu, chuyển 1.000, 10.000, 20.000 các bạn đều nhận được biến động á, thì các bạn sẽ chọn cái gói 55.000 một tháng nhé. Gói 55.000 một tháng này. Đó, nó sẽ có hai gói, gói cơ bản và gói nâng cao. Đấy thì tùy các bạn lựa chọn. Nếu mà các bạn chọn cái gói thấp này thì những ai chuyển tiền dưới 500.000 á, các bạn cần phải vào app các bạn mới xem được. Các bạn vào cái lịch sử giao dịch các bạn mới xem được. Rồi ví dụ mình chọn gói 55.000 tháng đi. Rồi mình nhấn vào tiếp tục. Rồi ở đây các bạn sẽ tiến hành nhấn vào đăng ký. Thì hệ thống sẽ thu phí luôn các bạn nhé. Thì mỗi tháng ngân hàng sẽ thu phí 55.000 này. Hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản các bạn luôn. Đấy, các bạn nào muốn đăng ký thì nhấn tiếp tục ha. Còn ở đây thì mình đã đăng ký một số điện thoại rồi, nên là mình không có đăng ký tiếp nữa. Mình đăng ký nhận biến động rồi nhé. Sau khi đăng ký nhận biến động xong thì có cái phần danh sách đăng ký là ở đây. Và ở đây trong trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa hoặc là muốn hủy cái gói đăng ký này á, hủy không có muốn nhận SMS nữa, thì các bạn có thể nhấn vào cái phần chỉnh sửa này. Thứ nhất là các bạn có thể chỉnh sửa cái số điện thoại ở đây. Đây các bạn có thể nhấn dấu X để tắt đi, sau đó các bạn nhập cái số điện thoại khác. Đấy là trường hợp các bạn muốn sửa số điện thoại ha. Còn trường hợp các bạn muốn xóa luôn á, muốn xóa luôn cái gói đăng ký SMS Banking này á, thì các bạn nhấn vào cái thùng rác ở đây. Nhấn vào thùng rác ở đây. Đấy, sau đó nhấn vào hủy đăng ký là được nhé. Hủy đăng ký thì bạn sẽ không có mất cái phí 22.000 hoặc là 55.000 một tháng nữa. Ở đây mình sẽ thoát ra. Ngoài ra này, các bạn cũng có thể đăng ký nhận biến động số dư qua app này. Nếu mà thông báo qua SMS Banking á, qua tin nhắn điện thoại thì sẽ có phí. Còn nếu mà nhận biến động số dư thông qua app thôi á, thì sẽ miễn phí. Đây, ở đây thì các bạn chỉ cần bật cái nhận thông báo này lên thôi. Nhận thông báo này lên này. Thì khi mà có ai chuyển tiền tới số tài khoản của bạn á, thì ở trên app ha, ở trên điện thoại của bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Các bạn online, các bạn có 3G hoặc có wifi thì nó sẽ thông báo ở trên điện thoại các bạn ha. Ở đây là danh sách những cái điện thoại, những cái thiết bị điện thoại mà mình đã đăng nhập app MB á, thì nó hiện ra đây luôn. Trường hợp các bạn có thể nhấn chọn ha. Các bạn có thể chọn những cái thiết bị mà các bạn muốn nhận ha. Đây thì mình sẽ chọn hết luôn.
Nếu các bạn nhấn thông báo này, vút cái thân này qua thì tất cả những thiết bị ở đây sẽ được nhận thông báo. Còn nếu các bạn tích chọn một cái nào đó này thì chỉ mỗi cái điện thoại Galaxy này là nhận được thông báo thôi. Rồi sau đó bạn nhấn tiếp tục là được nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn hết luôn. Như vậy là các bạn sẽ chọn hết luôn nhé. Rồi mình sẽ trở về. Còn trường hợp các bạn muốn xem cái lịch sử giao dịch á, nếu bạn nào chưa biết xem lịch sử giao dịch thì các bạn sẽ về cái phần trang chủ của app này. Sau đó các bạn nhấn vào cái mũi tên ở cái phần tổng số dư. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái tài khoản các bạn muốn xem biến động ha. Rồi các bạn kéo xuống ha. Các bạn thấy ở đây có cái phần truy vấn giao dịch này. Các bạn có thể chọn giao dịch từ ngày nào tới ngày nào này. Rồi sau đó nhấn vào truy vấn. Đây thì nó sẽ hiện ra thời gian này, ngày giao dịch này, số tiền được cộng bao nhiêu này. Rồi vậy ha, bạn nào có thắc mắc thì có thể comment bên dưới, hoặc là muốn mình làm video hướng dẫn về cái chủ đề gì thì bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.